Miếng sắt. Có chìa khóa bây giờ. Lấy chìa khóa đâu mở. Rồi, lấy đồ đó. Đúng. Rồi, còn trên đây. Trên đây cũng vậy. Cái chìa nào? Cái chìa còn lại. Còn đây là, cái chìa này là sao? Có cái chìa rồi. Anh quay nhiều, 10 lần, 12 lần, 7 đại. Cứ 50 đủ lại. Rồi được. 50 đủ lại. Mở chìa. Chìa lộ chìa. Và trả tiền mặt cho tôi để có cơ hội làm lại
cáo chỉ mong hội đồng xét xử cho bị cáo án khoan hồng về đời sống này với con của bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, lời tiên thì cho bị cáo nói lời mẹ bị cáo hồi lần sau. Thật sự con xin lỗi mẹ, chỉ vì cái hành động và thiếu suy nghĩ của con để mẹ hôm nay được chứng kiến cảnh con đứng trước đại diện cơ quan pháp luật để chỉ tội. Từ giờ con không thể lấy cách chăm sóc mẹ nữa, và con đã khiến mẹ phải đau buồn lo lắng cho con. Con xin mẹ hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe trong ngày tháng con không ở bên cạnh mẹ. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa quý toàn hội đồng xét xử, trong những ngày tháng bị giam giữ, ngày nào bị cáo cũng nghĩ nhiều về việc làm của mình đã làm điều sai trái pháp luật. Bị cáo rất là hối hận về những việc làm của mình. Thật sự mục đích bị cáo vào trong Sài Gòn này không phải để sản xuất ma túy, mà chỉ vào đây đi học nghề để về kiếm thêm thu nhập nuôi mẹ. Bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình, gia đình cũng có công cách mạng, và với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, bị cáo cầu xin quý tòa cộng đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo sớm ngày có thể trở về phụng dưỡng chăm sóc mẹ và là người có ích cho xã hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Bị cáo xin hết. Bị cáo được thưa con. Bị cáo là Nguyễn Thu Huyền. Và bị cáo không có cuộc sống quay về.